Nhỏ này nhìn dễ thương vậy mà thương không dễ chút nào hết. Móc tiền ra, bây giờ tao không muốn nói nhiều. Dạ anh ơi, bữa nay em không có tiền anh ơi, hay là ngày mai em bù cho anh nha anh. Ai anh em với mày, ngày hôm nay mà mày không nhả tiền ra thì tao đố mày bước ra khỏi cái trường này. Anh thông cảm cho em đi anh, ngày mai em đưa cho anh liền mà. Tao giận mặt với mày hả? Nè, trong trường mà anh làm cái gì vậy? Chuyện không có liên quan đến mày, biến. Muốn liên quan đó thì sao? Rành con, chắc tao cho mày một giọng mày mới chịu câm cái họng của mày lại. Ê! Anh đánh tôi á thì cũng được thôi, nhưng mà tôi không đảm bảo cho danh dự anh đâu nha. Ý mày là sao? Đàn ông con trai mà đi đánh con gái hả? Bản lĩnh của anh chưa bằng một con kiến. Đô con hả? Cơ bắp đi so đo với tôi, với thằng nhóc này. Anh có giỏi á thì đi gây sự với Tuấn Đời ơi đi. Tuấn Đời ơi là thằng nào? Tuấn Đời ơi mà anh không biết? Mới vừa vào trường á đã sưng trùm rồi. Nghe nói là vừa đập một đàn anh lớp 11, xong còn tuyên bố là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mẹ nó, thằng này láo thiệt. Chưa hết đâu nha, tôi có nói với nó là mày muốn xưng hùm xưng bá ở đâu á thì tao không biết, nhưng mà ở khu của tao á nhiều người bản lĩnh hơn mày, đừng có làm mấy trò dại dột. Tôi nói vậy á mà anh biết nó nói gì tôi không? Nó nói gì? Nó kêu là bản lĩnh cái con khỉ ít đỏ. Ý nó nói á con khỉ á hơn con đùi ơi, mà còn ít đỏ nữa thì có ý bôi nhọ người khác rồi đúng không? Trong đó có anh đó. Bây giờ nó đang ở đâu? Để tôi coi. Hình như là đang ở cà phê Lang Bang á, căn cứ địa của nó. Mà lát nữa đi càng quét ở đâu thì tôi cũng không biết. Anh hỏi làm cái gì? Hỏi để tao qua đó đập cho nó một trận, coi nó càng quét được ai. Mà nè, tại sao mày biết nó? Sao không biết được? Tôi cũng là người trong giang hồ mà. Nhìn mày cũng có tướng chị đại đó, vậy mà tao nhìn không ra. Em cảm ơn chị nha. Trời, không có chị chắc nãy giờ em bầm dập hết trơn rồi. Có gì đâu, mày làm cái gì thì cũng phải cứng lên một chút chứ. Không có giỏ thì dùng mưu. Đàn ông con trai để người khác bắt nạt hoài có sao được? Thì nhìn em vậy chứ có mạnh mẽ như chị đâu. Mà chị nói xạo đó, Tuấn Đười ơi là ai? Cái chết liền. Trời, mà công nhận chị quay thiệt nha. Thôi đi ông ơi, về nhanh đi, đứng đây ậm mờ một hồi á gặp thằng khác đầu gấu hơn á tôi không biết sao cứu đâu nha. Dạ. Cái con nhỏ này
Nhìn vậy mà cũng cứng ha. Cũng chả phải phường liễu yếu đầu tơ gì. Cây cổ thụ chứ chả dừa, hàng chi cua hoài không đổ. Cái bọn F4 nó đâu có hiểu được cho mình. Ui, tình yêu của hai chị trong phim này đẹp quá. Phải chị mình và anh à cũng có nhiều cơ hội gần gũi nhau như vậy. Sáng á, tôi thấy một chuyện rất là lạ. Trên cổ của Đông Đông hình như có vết chày. Hoặc ra là giống vết cắt hơn á. Trời ơi, sao giống mấy bộ phim kinh dị mà tôi hay coi quá vậy? Tại sao? Là mấy cái nữ chính ý, hay tự tử bằng cách rạch tay, rạch cổ. Thôi, tôi không dám nghĩ đến đâu. Gì ghê vậy? Thật luôn đó, bà không tin, bà hỏi Nếp xem. Đúng không Nếp? Nếp! Thôi. Mày bao gọi với tôi á. Trời, bà làm cái gì mà ngồi kế bên? Tụi tôi nói quá trời luôn, không nghe gì hết hả? Thì tôi có phim tình cảm á, đang hay. Bà coi phim gì vậy? Thì phim tình cảm nhắn nhít không hợp với ba đâu. Chưa coi sao biết không hợp được. Gu tôi cũng mạnh lắm à. Tôi toàn coi phim người lớn không. Vậy? Phim người lớn là phim gì? Thì phim cô dâu 8 tuổi nè. Mà mới 8 tuổi đã làm cô dâu nhỉ? Phim người yêu cá, anh quân nhân yêu chị bác sĩ. Còn phim tình cảm người lớn không? Làm tôi tưởng tôi thì quay phim con nít không à. Sợ mày ba không hợp, tôi quay Doraemon. Doraemon? À vậy thôi. Thôi bà giữ mà coi đi nhá. Không hợp với tôi thật. Thôi, quay lại chủ đề chính đi. Nếp, hồi sáng tôi thấy Đồng Đồng hình như có vết cắt trên cổ. Vậy hả? Tôi đâu biết. Ê, mà nhỏ đỏ cứ kỳ kỳ quái quái làm sao á. Hay là giống như lời ba nói, nhỏ đỏ bị trầm cảm. Mà mấy người bị trầm cảm á thường hay tìm đường giải thoát lắm. Vậy thì gây thiệt đó. Tụi mình phải làm gì thôi. Chứ tôi thấy chuyện nghiêm trọng rồi đó. Mày ra. Ê. Hả? Bà làm cái gì mà cắm mặt vô điện thoại, cười tủm tỉm mình như tâm thần vậy? Có gì đâu, tôi có làm gì đâu. Trời ơi, nhóm mình này sao ấy, tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Mirai, bà đang nhắn tin với ai? Có phải cái anh hôm trước chờ bà về không? Không, làm gì có. Nãy giờ tôi chơi game không mà. Tôi nghe được mấy bà nói gì luôn mà. Nói chuyện Đông Đông phải không? Mà bà đó thì tôi nghĩ bà bị trầm cảm á, hay là có vấn đề gì về tinh thần. Nhưng mà dù sao cũng đâu phải chuyện của mình đâu. Ừ, sẽ ăn vô rồi mất công mắng tiện là nhiều chuyện rảnh rồi nữa. Ừ, đúng là không phải việc của mình thật. Tại vì mình cũng đâu thân với Đông Đông đâu. Với lại mình cũng đâu phải là bác sĩ tâm lý. Nhưng mà không lẽ khoanh tay đứng nhìn như vậy hả? Tôi thấy chuyện nghiêm trọng lắm rồi đó. Dù sao cũng là bạn chung lớp mà. Tôi cũng không muốn bả bị gì hết á. Ông làm cái gì thì làm. Ông không nghĩ đến cái nhà này, không nghĩ đến tôi cũng được. Nhưng ông cũng phải nghĩ đến con Đông Đông chứ. Ông phải nghĩ con ông chứ. Bà nói sao? Tôi làm gì thì làm á. Tôi không nghĩ tới gia đình này hả? Tôi không nghĩ tới con tôi hả? Bà không thấy sao bà hỏi nữa. Nè, ông bỏ đi, bỏ cái gương mặt đó ra đi. Đừng bày đặt giả tạo giả nai nữa. Hôm qua nhân viên của tôi á có nói với tôi biết nè, thấy ông rõ ràng á, ông đi ngoài đường cặp kệ con nhỏ đó, già hai thứ tóc, mặt mũi xếp ly hết trơn rồi mà đi ôm ấp cái con tình nhân á đáng bằng tuổi con của mình vậy đó. Thí dụ như ông giấu đi, ông che đi thì cũng không nói gì. Đằng này ông công khai cho mọi người thấy, có phải là ông không coi tôi ra gì, ông không tôn trọng tôi hay sao? Cái đồ ích kỷ. Bà nói tôi ích kỷ hả? Đúng rồi, tôi ích kỷ lắm. Nếu mà tôi ích kỷ á thì tôi đã ly dị bà từ lâu rồi, chứ không phải tôi sống tới giờ này đâu.
tôi không ly dị bà đó là biết tại sao. Chẳng qua vì con chúng ta thôi. Tôi chỉ muốn con Đông Đông đó, nó sống và lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác, cũng còn đủ cha, đủ mẹ. Cho nên bởi vậy tôi mới chịu ngục tù trong ngôi nhà này rất là khó chịu tôi, bà biết không? Ông đến đi! Chịu ngục tù, chịu đựng hả? Tôi nói cho ông biết nha, ông chịu đựng cái gì? Tôi biết ngay bà định nói gì. Ý bà nói tôi cứ tối ngày ra ngoài gặp bồ gặp bịch đúng không? Bà tốt lắm, bà giỏi lắm, bà thánh thiện lắm. Tôi nghe nói đâu cái lão ấy cũng già hơn tôi nhiều lắm, mà tôi không hiểu sao á bà lại cặp lão đấy. À, chắc có lẽ bà nhìn vô gia tài kết xù của ổng đúng không? Ông nín miệng đi. Ông ta có già, có như thế nào á thì ít nhất á ông ta cũng yêu thương tôi, cũng tôn trọng tôi. Tôi nói thiệt ông nha, tôi không vì con Đông Đông, tôi không bao giờ tôi chấp nhận ở trong cái nhà này, chấp nhận ở với một người độc ác như ông. Bà không ngủ đi, mai đi học sớm á. Bà ngủ trước đi, chắc hồi tối tôi luyện phim hay quá nên giờ nghỉ định là ngủ không được. Trời, tôi nhớ là bà coi phim Doraemon thôi mà, làm gì mà suy nghĩ dữ vậy? Trời, bà chưa biết được đâu. Doraemon á, chưa đừng biết bao nhiêu là huyền cơ diệu toán, nghĩ lẹ xấu xa, tình cảm trẻo ngoe, mà mình á phải quay thật kỹ mới hiểu được. Vậy hả? Ừ. Tôi nhắc lại á, tôi muốn luyện lại phim đó ghê á. Hồi xưa tôi cũng thích coi phim đó lắm. Mà hồi xưa á nha, tôi thích nhất là cái tập mà cuộc chiến của binh đoàn robot á. Tập đó có một cô gái rất là xinh đẹp, mạnh mẽ, cứng cỏi giống như là robot vậy á. Quên, hình như là robot thiệt luôn á bà. Xong rồi cô cứng cỏi như là con trai vậy, tôi mê lắm. Bỏ mê không? Mê. À mà không. À mà mê. Thôi, ba ngủ đi. Nọ nửa mất công là hai ba kia là gì nữa. Trời, cái bà này mê không cũng không biết nữa. Mê không mê nói một lời. Thật. Thôi, ngủ sớm đi á, mai đi học. Tôi ngủ trước nha. Ừ. Là cùng nhau chung tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay ôm anh ôm mãi không rời, cùng phút giây tuyệt vời yêu. Ói quá à. Nè, anh Na ăn đi. Wow, nhìn ngon quá à. Không ngờ nếp khéo tay vậy luôn á. Nói không ngờ là sao, nếp vụn gì vần vầy mà. Mà sao nếp biết Anna đang đói vậy? Sao lại không, nếp là một người rất quan tâm bạn bè mà. Nếp giỏi quá à, nếp đúng là một cô gái hiếm có khó tìm á. Thôi, Anna ăn đi cho nóng. Ừ. Nếp có đem theo một chai nước Kirin Latte cà phê và caramel nữa đó. Nước ngon ngọt, thơm vị cà phê lắm. Chắc Anna sẽ thích lắm đó. Cảm ơn nếp. Anna có thấy ngon không? Khoan đã.
Trời đất ơi Nếp, mới sáng sớm phá làng phá xóm gì vậy? Tôi dậy sớm định đồ ăn cho mấy ba ăn mà tại tôi vùng ve quá. Nay mặt trời mà hướng tây sao á mà Nếp nấu ăn cho mình luôn kìa. Có thiệt không đó, vô tình hay là cố ý á? Thiệt, có cổ tên chi mô. Tôi nói vậy thôi. Rồi, bà định nấu món gì? À mà, bà có chắc là nấu được không đó? Ê nhớ không, bữa Nếp nấu á, mà xém cháy bếp luôn kìa. Ôi, hôm bữa là trứng chiên, con trưa là trứng ốp lá. Trứng ốp lá đơn giản hướng cho rắn. Ồ, khác nhau nha mọi người. Được, duyệt. Thôi bà nấu đi. Mà đổ trứng rồi bỏ vô hay là bỏ vô rồi đổ trứng? Dạ thưa chị hai, là bỏ dầu xong mới bỏ trứng ạ. Cảm ơn ba nhá. Nói chung tôi vẫn tin tưởng tay nghề của ba nhất. Mà khoan, nhà mình có 4 người, tại sao ở trên địa đó có 5 cái trứng là sao? Thì tại sáng tôi dậy sớm thầy đói bụng nên là định ăn 2 quả. Được, ok. Ê, hay bà nói cho tôi 2 quả luôn đi, tôi cũng đói nữa. Wow, ngày gì mà ăn nhiều vậy ta. À, gì mà tôi nghĩ á, hay tụi mình làm clip giống chị Quỳnh Trần GB đi ta. Là sao? Là làm clip mukbang vừa hát vừa ăn nè. Trời ơi, tôi thấy dạo này clip vừa hát vừa ăn thì hot lắm luôn á. Tôi thì nghĩ mình nên làm thêm ca nhạc dụng La La School đi. Vừa gần gũi lại vừa đụng sở trường. Làm phim á, tốn kinh phí lắm. Cỡ tụi mình á, sao làm nổi. Tôi thấy thiết thực nhất á, bây giờ mình làm hát cover giống chị Thiên Nhi đi. Mà chị Thiên Nhi có 1 người à, tụi mình tới 4 người lận. Hát cover thì khó quá. Cũng khó nghĩ quá ha. Mà làm gì làm á, cũng phải suy nghĩ nhanh để còn làm nữa. Đúng rồi. Nhưng mà làm gì thì làm thì cũng phải no cái bụng cái đã. Vậy bà nấu đi. Trời, không tôi thì ai nữa. Đúng rồi đó, đói bụng lắm rồi Lizzy.